Rồi, bắn cầm bắn lái thử xem. Con quái đây nè. Dây dây dẫn dầu thôi. Bắn cầm hai tay cầm mà xem có giống bác lái máy múc không nào. Hai cái núm á, cầm hai núm nữa. Núm to kìa. Ừ, bên đây nữa. Rồi lái đi. Ôi trời ơi, bắn lái như thật đấy nhỉ. Cho bác. Sao lại máy múc thế? Ba gì đây nè? Cái để chân nữa con. Thấy chưa? Dưới đây cao, đây đây cao lắm, cát này cao lắm, xuống đây là xa lầy luôn đấy. Tí bên chơi rồi bên ra qua ống khói nhá. Rồi, con cứ chơi đi. Ống khói à? Thế là ba này phải dẫn con xuống à? Anh, để cháu đi chơi tí anh. Chỉ thích máy xúc thôi, bác Phú ơi. Rồi, bước bước đi ra đằng sau, đi đằng sau. Đi ra dọc theo cái này, cẩn thận. Đấy, tập đi giữ thăng bằng. Đúng rồi. Rồi lại đây xem có khói. Ở bên hai ba nhảy con cát nè, nhảy lại êm lắm, nhảy đi. Nhảy đây nè, nhảy đây nè. 2 3, nhảy xuống cát đi. Bên từ xuống. À, bên sợ hả? Và bấy bên bước chân xuống. Rồi. Cát êm mà. Lên đây xem có khói. Tại sao bên cứ thiếu khói nhỉ? Bên này xem máy xúc mà cứ thấy cũng khói à. Trèo lên. Máy xích đấy. Ồ, giỏi quá. Rồi, khám phá máy đi. Ồ, đây. Máy của chú Thịnh phải chống cá cây, cái gỗ đây. Đừng có đụng nó sập đi nha. Ống khói đâu? Còn thấy ống khói đâu? Đây là ống khói này, thỏ đây đèn lắm bẩn lắm nha. Đây là phần máy nha. Đấy. Đây nữa. Đó là phần máy luôn. Đây. Mùi hơi là gì đó ba không biết. Đây. Hút khí. À hút khí. Hút khí. Đây nè. PC U5 PC 95 UU. Chán chưa? Xem nào. Chán rồi. Chán rồi, rồi xuống. Có đèo máy múc nào? Chó kìa. Chó nhà ai đấy? Chó nè. Rồi, bên xuống nào, đi xuống cát nào, xuống đây nè. Có chèm nữa không? Có. Có thì xem đi. Cô bắt su, bắt này máy cô bắt su. Rồi, bên chào các bạn. Đi đây nha. Nè. Ơi, máy quạt gió. Cẩn thận. Ui. Để bên đang thử thách. Trèo đến bay xích, bên phải trèo đến bay xích đây này. Đây này. Và bế lên này, xích đi từ còn trước nào. Rồi tấm mất thanh. Đấy, tập luyện dần dần đi cho trèo cho nó giỏi. Thấy chưa? Bên thấy máy hay chưa? Ba bé. Rồi bé là con đi qua đây này, bước sang đây này. Rồi bước lên đây, bước lên đây. Đưa một tay đây cho ba, rồi. Bước từ từ. Rồi, bước xuống đây. Bước xuống dưới ạ. Dưới thành dưới to rồi kìa. Ô, bạn sợ bạn được bước sang đây. Wow, đây là cái cần rất to. Cái cầu này phá vào đây, nằm vào đây rồi, không múc nữa rồi. Nhá. Đây, à, bị nà đấy. Cầu đang nằm nghỉ ngơi. Chén ơi. Ơi. Cuộc đống to kia kìa. À, cháu cũng thật to. Ba đi đây nè. Ừ. Bạn có Ben đi. Nắng. Bạn có Ben nó nóng hả? Nó nóng. Đó, hai bạn cái lớp Ben à. Wow, nó có một cái hộp sâu. Sau này phải đi cẩn thận đấy. Rồi bên xuống kia. Cứ xuống dốc lại đi ra bây giờ cho đại dốc. Kiến. Kiến kệ đó. Đi. Đi đằng kia đi. Đi ra đi sau máy này. Đi trước. Ừ. Cái xích này hay nha. Xích này bằng gì con biết không? Sắt. Đây nè. Đồ cho con nhị. Máy đi. Ờ, đang có bụi cát có chú đi, để đó. Đi. Kệ đó thôi, đi. Cẩn thận. Đây nè. Rồi, bay xuống trước đây. Hay lắm, đi cát hay lắm. Bên xuống không? Cố gắng lên. 3, 2, 1, xuống. Cuối người về phía trước.
cẩn thận con lộn đầu, bước chân lên, hắn sụt sụt kẽ thôi, hắn sụt tiến thôi mà, nâng lên, đúng rồi, xuống nào, bước rút chân lên, rút chân lên, không phải gì đưa tay đây, rút chân lên, rồi, thấy chưa, lại đây giáp, bye bye các bạn đi, hôm nay bạn lên lấy bút nữa, ô thích lên à, lên nữa đi. À lên cát hả? À, bạn này thấy trèo cát. Xem bạn bè có đèo cát không? Đi lên đây nè. Lên lên đây coi nào. Ô lên nó dốc lên được đâu. Đằng kia kìa. Đây nè, chỗ này thấy thoải dễ lên nè. Chỗ đây thoải được. Ừ. Bạn lên trước. Kéo về. Wow. Ở đây đây. Chỉ trên đây là chỗ đây. Hôm nay bạn thích trèo cát, tập lòng trèo núi, lòng núi nhá. Ô, đằng lao mọi người, để tía phủ tay đi. Ben đang trèo cát, anh Cường có trèo không? Lên đây sụt hết cát của chú bới rồi đấy. Bye bye anh Cường đi. Bye anh Cường nhá. Ben cao chưa? Cái gì vào đây, bay xuống rồi, Ben cao không nào? Wow. Wow, bạn đang giơ hai tay ra nghe nào. Hai tay. Bạn cao thế. Ba mãi hốc sâu này. Nó hốc sâu bên trên cao thế. Chán chưa? Rồi, đó chào các bạn để xuống nào. Bye bye các bạn. Rồi xuống đây thôi, đi chỗ thấp thấp đây. Tập dần quen đi. Ba đi đây. Không cần, ba đứng đây ba chờ. Ba chờ con không lo đâu. Sợ gì? Bước cho đây chứ, bước nó làm gì bước đây này. Con trai là phải mạnh mẽ. Đấy, bước ngắn chân lại, đừng có bước dài. Bước ngắn lại thế này này, như này. Đấy. Đấy, đúng rồi, bước ngắn lại. Bước dài là nó xòa kháng à. Bước ngắn lại, bước ngắn thôi. Bước ngắn bước. Ờ, à, cảm ơn em. Rồi, xong chưa? Chán chưa? Chưa. Chưa chán. Lại đi.